Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Lập Thạch đẩy nhanh thi công tỉnh lộ 305 đoạn từ cầu Gạo đến xã Đồng Ích. Trường mầm non Hoa Hồng tỉnh nâng cao chất lượng nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Tổng thống đương nhiệm Brazil giành lợi thế trước bầu cử. Công dân Anh bị bắt ở Bangladesh vì tuyển người cho IS. Sau đây là nội dung chi tiết. Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đóng trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc Manulife Vĩnh Phúc đã khẳng định chất lượng và niềm tin của khách hàng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, ngân hàng đang tích cực đồng hành với doanh nghiệp để đầu tư vốn hỗ trợ sản xuất. Với mục tiêu phát triển thị trường theo hướng ngân hàng hiện đại và thân thiện, từ năm 2011, Maritime Bank đã bắt tay hợp tác với đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới là McKinsey Mỹ để hoạch định chiến lược phát triển. Một trong những chiến lược mà ngân hàng này hướng đến chính là việc xây dựng trở thành ngân hàng thân thiện và tiện ích, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là tối ưu hóa các dịch vụ thực hiện qua Internet nhằm giảm thiểu thời gian, công sức không cần thiết cho khách hàng. Trong đó, Vĩnh Phúc được xem là một trong những địa bàn được ưu tiên đầu tư, phát triển trọng điểm. Với những giải pháp đó, tính đến hết tháng 8 năm 2014, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng Maritime Bank Vĩnh Phúc đạt trên 352 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2013, dư nợ cho vay đạt trên 108 tỷ đồng. Tỉnh lộ 305, đoạn từ cầu Gạo đi qua địa phận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch ngày càng trở nên quá tải, đường nhỏ hẹp, công trình dân cư xây dựng sát hai bên đường có nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Xuất phát từ thực tế trên, huyện Lập Thạch đã quyết định đầu tư xây dựng đường tránh tỉnh lộ 305 đoạn từ cầu Gạo đến hết địa phận xã Đồng Ích. Công trình có chiều dài toàn tuyến hơn 2 km với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Huyện Lập Thạch cũng đã xác định đây là một trong những công trình trọng điểm của huyện cần phải hoàn thành trong năm 2014. Hiện nay công trình đã hoàn thành được trên 70% khối lượng công việc, cơ bản phần nền đã hoàn thành và chuẩn bị thảm nhựa asphan. Để công trình về đích đúng kế hoạch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức trao tiền hỗ trợ học bổng cho 15 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn. 10 suất học bổng được trao cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở của xã Vĩnh Thịnh lần này trị giá 800.000 đồng. Đây là sự động viên khích lệ lớn về tinh thần đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiện nay, chia sẻ phần nào để giúp các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập. Các hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn này đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức nhằm quan tâm động viên chia sẻ kịp thời đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong suốt những năm học vừa qua. Là một trường điểm và đang hướng tới phát triển thành trường mầm non chất lượng cao của tỉnh, những năm qua, trường mầm non Hoa Hồng tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên Trần Nhung về công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường. Năm học 2014-2015, trường mầm non Hoa Hồng tỉnh có 20 lớp với hơn 800 trẻ được tách học riêng từng độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện kế hoạch năm học mới, nhà trường tiếp tục chỉ đạo đến các cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm, giáo dục vận động cho trẻ, lồng ghép các chuyên đề như lễ giáo, ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục môi trường, biển đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Từ đó giúp trẻ lĩnh hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời chú trọng vào công tác đánh giá phát triển chuẩn trẻ 5 tuổi theo 4 lĩnh vực: phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp, tình cảm và quan hệ, nhằm giúp các em sẵn sàng tâm lý bước vào môi trường tiểu học. Về giáo dục, nhà trường thực hiện dạy theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đổi mới nội dung phương pháp dạy lấy trẻ làm trung tâm, phát huy được tính tích cực của trẻ, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn như sinh hoạt theo chuyên đề, sinh hoạt theo khối, thảo luận về chương trình giáo dục mầm non để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện của từng lớp. Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nhà trường luôn chú trọng khâu dinh dưỡng của trẻ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó chú trọng sử dụng thực phẩm có nguồn gốc và đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ. Thực hiện tính khẩu phần ăn bằng phần mềm dinh dưỡng, cân đối về dưỡng chất, thay đổi các món ăn theo ngày, theo mùa, phù hợp với trẻ.
Về công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu thì tôi luôn chú ý chăm sóc chu đáo các cháu từ giờ ăn đến giấc ngủ, khuyến khích động viên các cháu là ăn ngon miệng để đảm bảo các cháu được ăn hết suất và ngủ đúng giờ đủ giấc, và thường xuyên hướng dẫn các cháu thực hiện các cái thao tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, như là rửa tay bằng xà phòng, vứt rác và đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bên cạnh đó thì tôi cũng quan tâm đến những cái thay đổi trong ngày của trẻ để nhằm phát hiện kịp thời những cái trẻ bị ốm đau, bị ốm sốt ấy, và chú ý đến cái trang phục của trẻ theo mùa nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Về giáo dục thì đối với trẻ mầm non thì hoạt động chủ đạo của trẻ là học mà chơi, chơi mà học. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn luôn là nghiên cứu và tìm tòi những cái hình thức tổ chức mới mẻ nhằm gây được hứng thú cho trẻ. Đến nay, nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là hơn 76%. Nhà trường thường xuyên tổ chức tham gia các hội thi như bé khỏe, bé khéo tay, thi giáo viên giỏi các cấp và thi đua trang trí lớp, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm, môi trường học tập, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ. Năm học 2013-2014, chất lượng đạo đức ngoan ngoãn, lễ phép đạt 100%, chất lượng chuyên cần đạt từ 98-100%. Ở khối lớp mẫu giáo và khối nhà trẻ, chất lượng văn hóa chung và chất lượng toàn diện đều đạt gần 100%. Năm học 2014-2015, trường Mầm non Hoa Hồng tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Giữ vững là trường mầm non trọng điểm và hướng tới phát triển thành trường chất lượng cao của tỉnh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Chuyển sang phần tin quốc tế, nữ tổng thống đương nhiệm Brazil Dilma Rousseff đang giành lợi thế so với các ứng cử viên tiềm năng khác trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận thực hiện và công bố mới nhất đối với 2.000 người Brazil, trong cuộc bầu cử quan trọng vòng 2, tổng thống Rousseff sẽ chiến thắng với 47,7% phiếu bầu so với 38,7% phiếu của ứng cử viên Đảng Xã hội Brazil Marina Silva. Cuộc thăm dò cho thấy cuộc bầu cử ngày 5 tháng 10 tới, hai ứng cử viên hàng đầu là đương kim Tổng thống Rousseff và cựu Bộ trưởng Môi trường Silva sẽ không nhận được số phiếu bầu quá bán.
và theo đó nhiều khả năng sẽ phải tổ chức bầu cử vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 10. Bà Rousseff, 66 tuổi, nhậm chức năm 2011 và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Brazil. Ở thời điểm cuối năm 2012, bà từng nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục 78%, nhưng làn sóng biểu tình hồi tháng 6, tháng 7 năm 2013 đã khiến uy tín của bà và chính phủ Brazil sụt giảm xuống mức tồi tệ 30%. Cảnh sát Bangladesh ngày 30 tháng 9 đã bắt giữ công dân người Anh Samiul Rahman, 24 tuổi, vì tham gia tuyển mộ thành viên cho lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng như phiến quân Hồi giáo cực đoan Jabhat al-Nusra ở Syria. Cảnh sát Bangladesh cho biết năm 2013, Rahman đến Syria cùng một người Anh và tham gia chiến đấu cho Jabhat al-Nusra trong 4 tháng. Sau đó, Rahman đến Bangladesh được 6 tháng thì bị bắt. Thông cáo của cảnh sát Bangladesh cho biết Rahman đến sống ở Bangladesh để thuận tiện cho việc chiêu mộ thành viên và chuyển họ đến Syria để gia nhập IS cũng như các tổ chức cực đoan khác. Cơ quan an ninh hàng hải Pakistan vừa thông báo họ đã bắt giữ 25 ngư dân Ấn Độ do vi phạm lãnh hải nước này. Hải quân Pakistan và Ấn Độ thường xuyên bắt giữ ngư dân của cả hai bên do đường biên giới biển giữa hai nước chưa được xác định rõ ràng trên biển Ả Rập. Nhiều ngư dân đã phải ngồi tù ít nhất một năm trước khi được trao trả về nước. Hồi tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã thả tự do cho 37 ngư dân Pakistan sau thời gian giam giữ gần 16 tháng. Cũng trong tháng 5, Pakistan đã trả tự do cho 151 ngư dân Ấn Độ và trả về 57 tàu cá. Tổ chức Di dân Quốc tế vừa công bố báo cáo cho thấy hơn 3.000 người tị nạn bị chết khi cố tìm cách vượt Địa Trung Hải trong năm nay, gấp đôi con số kỷ lục hồi năm 2011. Theo đó, có 3.072 người đã thiệt mạng khi vượt Địa Trung Hải. Con số này được đưa ra vài tuần sau khi một chiếc tàu chở khoảng 500 người di cư, gồm người Syria, Palestine, Ai Cập và 100 trẻ em bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Manta. Cũng theo Tổ chức Di dân Quốc tế, trong 9 tháng năm 2014, số người chết trên biển Địa Trung Hải gấp đôi con số 1.500 người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập vào năm 2011. Báo cáo này cho rằng số người chết tăng cao phản ánh một sự gia tăng đáng kể lượng người di cư đang tìm cách đến châu Âu. Tuy nhiên, Tổ chức Di dân Quốc tế cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn do thiếu số liệu thống kê chi tiết và nhiều dân di cư bỏ mạng tại những vùng xa xôi trên thế giới và cái chết của họ không được biết đến. Ngày 30 tháng 9, tạp chí Forbes công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2014. Theo đó, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates dẫn đầu danh sách này với số tài sản 81 tỷ đô la. Đây là năm thứ 21 liên tiếp, nhà sáng lập tập đoàn phần mềm Microsoft là người giàu nhất nước Mỹ. Tạp chí Forbes ước tính ông Bill Gates hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới 81 tỷ đô la, tăng thêm 9 tỷ đô la trong năm qua. Tỷ phú Warren Buffett, ông chủ của tập đoàn tài chính và đầu tư Berkshire Hathaway, và Larry Ellison, giám đốc điều hành Oracle, cũng đứng vị trí thứ hai và thứ ba với tổng tài sản lần lượt là 67 tỷ đô la và 50 tỷ đô la. Theo danh sách của Forbes, có 27 người mới xuất hiện trong danh sách năm nay và người kiếm tiền giỏi nhất là cha đẻ của mạng xã hội Facebook, Mark Zuckerberg. Theo ước tính của Forbes, tài sản của chàng tỷ phú trẻ tuổi này hiện nay là 34 tỷ đô la, tăng 15 tỷ đô la so với năm ngoái, xếp ở vị trí thứ 11. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.